Nhị đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xét theo quan điểm của phong thủy học, vật nuôi là đại diện của dòng năng lượng sôi động và tích cực, giúp đem đến sự vui tươi phấn khởi cho không gian sống của gia đình bạn. Chính vì vậy nên trong những năm gần đây, có rất nhiều gia đình thường lựa chọn cho mình một con vật nuôi thân thiết như chó, mèo, cá hoặc rùa để làm cảnh và coi chúng như một thành viên đặc biệt trong nhà. Phong thủy sư Phùng Phương cũng cho rằng, nếu chúng ta nuôi thú cưng phù hợp với mệnh của mình thì chẳng khác nào rước thần hộ mệnh về nhà. Chúng sẽ bảo vệ ta khỏi những thế lực xấu xa, đem lại nhiều điều may mắn cũng như sự ổn định trong công việc, tiền bạc, tài lộc rủng rỉnh đầy nhà. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí cho các bạn những loại vật nuôi thuận phong thủy giúp tiền vào như nước sông Đà. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong thời đại ngày nay, nhiều hộ gia đình luôn dành sự chăm sóc đặc biệt với những con vật nuôi trong nhà. Vì ngoài yếu tố giải trí và nguồn năng lượng tích cực, nó còn mang lại tài lộc cũng như sự thịnh vượng nếu được lựa chọn phù hợp với phong thủy và số mệnh gia chủ. Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, việc nuôi thú cưng trong nhà hoàn toàn không chỉ dựa trên sở thích mà nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố phong thủy học khác nhau phù hợp với số mệnh của từng người. Do đó, mỗi một gia đình sẽ hợp với những loại vật nuôi riêng nhất định. Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí với các bạn ngay trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đứng ở vị trí đầu tiên chính là chó. Ông bà ta thường nói rằng mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chó được mệnh danh là thần giữ của cho căn nhà của bạn. Vậy nên, tất nhiên rồi, đứng đầu danh sách những con vật phong thủy nên nuôi trong nhà không thể nào thiếu chó được, đúng không? Ngày nay, việc nuôi chó không chỉ đơn thuần nghĩ để thực hiện chức năng giữ nhà nữa, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhiều chủ nhân nuôi chó để vui chơi, chăm sóc và huấn luyện nó nhiều kỹ năng trong nhà, phụ giúp công việc, gia tăng nguồn năng lượng tiền bạc. Loài chó từ lâu cũng đã là một người bạn thân thiết đối với con người. Trong vòng trường sinh 12 con giáp, chó hay còn gọi là tuất, thuộc hành thổ, đất khô, có hỏa, có kim, dương tính rất mạnh. Chó vốn có giác quan rất xuất sắc, chúng vừa canh giữ nhà, vừa xua đuổi kẻ gian. Phong thủy còn tin chó có thể nhìn thấy người âm, nên chúng cũng thường xuyên âm thầm xua đuổi thế lực này mà ta không hề hay biết. Ngoài ra, theo phong tục dân gian, chó thường sủa gâu gâu, nghĩa là giàu giàu. Vậy nên chúng được tin sẽ đem lại tiền tài cho gia chủ. Có thể nói chó cũng mang cấu trúc thân thể tương tự con người, cũng có sự cảm ứng khí trường. Như vậy ắt có ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Nhìn từ góc độ của phong thủy, sức khỏe của các chú cún cũng hợp phong thủy với gia chủ Dần và Ngọ Mão. Vị trí ngôi nhà hướng ra các hướng Tây Bắc, giáp Tây, Đông Bắc, giáp Đông, hướng Đông. Đây là bốn phương vị thích hợp với chó. Nhà ở mà cửa mở vào bốn phương vị này mà nuôi chó ắt là thích hợp để chó có sức khỏe tốt. Những người mạng mộc nuôi chó sẽ rất tốt do mộc thắng thổ. Người sinh năm Tý, Hợi không nên nuôi. Đứng ở vị trí thứ hai là loài mèo. Bạn có yêu thích mèo và muốn nuôi một chú mèo dễ thương trong nhà hay không? Mèo cũng có nhiều giống loài khác nhau, là một con vật khá gần gũi, sống tình cảm và cực kỳ dễ mến, có khả năng bắt chuột vô cùng hữu ích.
nhiều em nhỏ rất thích chơi đùa cùng với mèo. Tuy nhiên, việc nuôi và chăm sóc mèo phải thật cẩn thận, nếu không lông mèo sẽ vương vãi khắp ngôi nhà. Nhiều con mèo còn có thói ăn vụng nữa. Nhưng nếu được huấn luyện cẩn thận thì chắc chắn chú mèo nhà bạn cũng sẽ ngoan ngoãn mà thôi. Trong 12 con giáp thì mèo thuộc hành mộc, xen lẫn yếu tố hỏa. Những người có mạng kim nuôi mèo sẽ gặp nhiều may mắn do kim thắng mộc. Nhìn chung, người sinh năm Thân giàu sẽ hợp với mèo nhất. Mèo kỵ với tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Bạn hãy cân nhắc về tuổi và mệnh của mình để lựa chọn một chú mèo về nuôi nhé. Ngoài ra, mèo cũng rất hiền lành và đáng yêu nên không gây ra nhiều mối đe dọa đến con người. Đặc biệt là các gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ. Đứng ở vị trí thứ ba là loài chim. Dù đây là một vật nuôi không phổ biến như chó và mèo, nhưng rất nhiều gia chủ lại đặc biệt ưa thích, bởi chim có thể cất tiếng ca hót líu lo chào ngày mới. Dân gian xưa cũng quan niệm đất lành chim đầu, nên nuôi chim là biểu hiện của một ngôi nhà có nhiều vượng khí. Một số loài chim còn biết nói và cất tiếng chào khi nhà có khách. Thường thì chim chỉ xuất hiện ở những gia đình có chủ nhân, có thú vui tao nhã và biết cách chăm sóc chim đúng cách mà thôi. Trong cung mệnh ngũ hành thì loài chim thuộc hành kim. Những người mạng hỏa nuôi các động vật này sẽ mang đến tài lộc thịnh vượng do hỏa thắng kim. Ngoài ra, người tuổi Tỵ, Ngọ thích hợp nuôi các loài chim nhất. Những người tuổi Dần, Mùi không nên nuôi loài vật nuôi này trong nhà vì không phù hợp. Vị trí thứ tư thuộc về loài rùa. Theo chia sẻ của thầy Phùng Phương, rùa là một trong bốn tứ linh trong truyền thuyết là Long Ly Quy Phùng. Đồng thời, rùa cũng nằm trong nhóm bốn thần thú trấn giữ bốn phương. Những con vật đó là rồng xanh phía đông, chim chu tước phía nam, hổ trắng phía tây, rùa phía bắc. Trong phong thủy nhà ở, rùa được xem là con vật thiêng liêng, mang lại nhiều điềm lành và tài lộc. Rùa còn là biểu tượng của sự trường thọ và khỏe mạnh đối với chủ nhân. Mọi người đều hưởng được lợi ích từ sự hiện hữu của rùa. Ngoài ra, rùa còn là vật bảo vệ ở hướng bắc, là hướng tài lộc của bạn. Rùa là loài vật thuộc hành hỏa, vậy nên những người mệnh thủy nuôi rùa sẽ có công hiệu tài lộc thịnh vượng do thủy thắng hỏa. Đặc biệt, những người tuổi Tý và Hợi nuôi rùa cực tốt cho phong thủy. Tuy nhiên, những bạn tuổi Thân giàu thì không nên nuôi rùa đâu nhé. Thứ năm là loài cá. Có nhiều người chia sẻ rằng họ chẳng thích bất kỳ một loài vật nuôi nào ngoại trừ cá. Cá có thể được nuôi ở nhiều không gian khác nhau như ở hòn non bộ, hồ cá cành hay chậu cá nhỏ, tạo nên cảnh quan rất đẹp cho căn nhà của bạn. Cá cũng thuộc hành thủy là dương thủy, trong đó có tính mộc. Những người có mạng thổ nuôi cá cành sẽ có tác dụng mang đến tài lộc do thổ thắng thủy. Hơn nữa, những người sinh năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thích hợp nuôi chúng nhất. Theo phong thủy, nuôi cá vàng mang lại nhiều may mắn nên đặt trong phòng khách và hướng tốt. Không nên nuôi cá vàng trong phòng ngủ và bếp sẽ gây ra những mất mát về mặt vật chất cho gia đình bạn. Bên cạnh đó,
bạn không nên đặt bể cá vào bên phải cửa chính, vì điều này sẽ mang lại những bất lợi trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Quý vị thân mến, từ 8.000 năm về trước, các loài vật nuôi đã được thuần hóa để trở nên gần gũi hơn với con người, nhưng cũng phải rất lâu sau đó, chúng mới có thể trở thành một người bạn thân thiết, sống chung với ta dưới một mái nhà như bây giờ. Chưa dừng lại ở đó, xét theo góc nhìn tâm linh thì mỗi loài vật nuôi cũng mang một trường khí riêng có tác động tới yếu tố phong thủy trong nhà ở. Vậy đâu là những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý đối với vật nuôi trong nhà ở? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đầu tiên, bất kỳ sinh vật sống nào cũng đều cần tình yêu và sự quan tâm của chủ nhân. Hãy nhớ đến câu nói, cho đi là còn mãi. Nếu bạn chăm sóc vật nuôi của mình thật chu đáo, thì bằng cách đặc biệt nào đó, chúng cũng sẽ thể hiện tình cảm lại với bạn. Hơn nữa, nếu bỏ rơi vật nuôi, bạn sẽ gặp phải điều xui xẻo, đem lại phong thủy xấu cho chính mình. Ví dụ, nếu bạn nuôi một bể cá cảnh, nhưng bỏ bê không thay nước thường xuyên, dẫn đến nước nhanh bẩn, hôi thối, có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Vì vậy, hãy nhớ cho chúng ăn và thường xuyên thay nước, dọn dẹp bể cho sạch để thu hút dòng năng lượng tích cực. Thứ hai, vật nuôi cũng cần có không gian riêng biệt. Mặc dù yêu thương vật nuôi của mình, nhưng bạn cần phải phân biệt rõ ràng, không cho chúng sử dụng đồ nội thất của bạn. Ví dụ như nằm ngồi lên ghế giường, như thế sẽ tạo nên sự bình đẳng quá, không tốt cho phong thủy. Thứ ba, dành cho vật nuôi một chỗ ngủ riêng cũng là lựa chọn chính xác. Bởi nếu như bạn ngủ chung với chúng, có thể sẽ ảnh hưởng đến tình yêu và mối quan hệ hôn nhân của chính bạn. Thứ tư, nên hạn chế việc nhốt thú cưng trong một cái lồng, vì nó sẽ hạn chế sự di chuyển và giảm đi dòng chảy năng lượng tích cực và tạo nên âm khí xấu cho ngôi nhà. Còn đối với loài cá thì đương nhiên phải nuôi chúng trong bể cá. Tuy nhiên, nên lưu ý bể cá phải thật thoáng, rộng và sạch sẽ để phù hợp cho chúng bơi lội thoải mái. Thứ năm, hãy dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, để ý thường xuyên vật nuôi của bạn, nhất là đối với những loài như chó, mèo, tránh để chất thải và đồ ăn của thú cưng tạo mùi hôi thối, chặn dòng năng lượng tốt chạy vào nhà. Thứ sáu, nếu bạn vẫn còn độc thân, cần tìm kiếm một tình yêu. Tốt nhất đừng bao giờ treo quá nhiều hình ảnh thú cưng trong nhà. Cuộc sống và tình yêu của bạn cần được cân bằng, không nên quá cuồng nhiệt để chúng ảnh hưởng quá nhiều đến bạn. Thứ bảy, hãy quan tâm tới các yếu tố phong thủy cho vật nuôi của bạn. Chẳng hạn như mèo thuộc về các yếu tố gỗ, vì vậy các màu sắc phù hợp cho chỗ ngủ của mèo nên là màu xanh, màu đen hoặc màu xanh lá cây, tránh màu đỏ vì nó là một lựa chọn không tốt. Trong khi những con chó thuộc về yếu tố đất, do đó giữ chúng trong một chiếc giỏ màu trắng là không tốt, có thể khiến chúng dễ mắc bệnh. Màu sắc phù hợp hơn sẽ là màu nâu hoặc màu vàng. Quý vị thân mến, vật nuôi không phải là thứ gì đó vô tri vô giác. Một khi bạn quyết định nuôi một loài vật nào đó trong nhà, cũng là lúc bạn chấp nhận chúng thực sự đồng hành cùng với ta như một thành viên của gia đình. Để nâng cao vượng khí cũng như các dòng năng lượng tích cực cho ngôi nhà của mình, hãy chăm sóc thật tốt cho thú cưng của mình nhé! Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm những thông tin phong thủy hữu ích, các bạn hãy nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình để gặp gỡ thầy Phùng Phương. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.